Xin chào tất cả các bạn, đặc biệt là thành viên ở trong nhóm guitar học và hỏi của chúng ta đã cùng đến với podcast của Ether Vlog. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về một chủ đề rất đặc biệt, đó là học guitar làm sao để không nản khi đã có gia đình. Khi cuộc sống gia đình bận rộn với công việc, con cái và trách nhiệm, làm sao chúng ta có thể duy trì đam mê học guitar mà không bỏ cuộc? Chúng ta sẽ cùng bước vào phần đầu tiên, đó là những thách thức khi học guitar khi đã có gia đình. Việc có gia đình đồng nghĩa với nhiều trách nhiệm, từ chăm sóc con cái, làm việc nhà, cho đến các mối quan hệ xã hội. Những người từng có thời gian dành riêng cho guitar trước khi lập gia đình, nhưng sau khi đã có vợ chồng rồi, con cái rồi, thời gian đó dần bị thu hẹp lại. Điều này có thể dẫn đến nản chí, có phải không nào? Chúng ta cùng đến phần số 2 nhé, là cách mà chúng ta sẽ duy trì niềm đam mê guitar dù chúng ta bận rộn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách đơn giản mà mình đã áp dụng để duy trì việc học guitar mà không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Thứ nhất, đó là tận dụng thời gian rảnh nhỏ nhất. Không cần dành hàng giờ mỗi ngày, bạn có thể tận dụng những khoảnh khắc ngắn như buổi sáng sớm trước khi mọi người thức dậy, hoặc buổi tối khi con cái đã đi ngủ rồi. Nói chung là thời gian bạn rảnh mà bạn cảm thấy là có thể tập được. Thứ hai, đó là lên kế hoạch rõ ràng. Hãy có một lịch trình học guitar cụ thể, dù chỉ là 10 đến 15 phút mỗi ngày, nhưng kiên trì sẽ giúp bạn tiến bộ đều đặn. Thứ ba, đó là kết hợp guitar vào cuộc sống gia đình. Đôi khi bạn có thể chơi guitar khi vui đùa cùng con cái nè, hoặc thậm chí dạy con những điều cơ bản. Điều này không chỉ giúp bạn tiếp tục luyện tập mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Và thứ tư, đó là chia sẻ đam mê với vợ hoặc chồng của bạn. Khi gia đình hiểu được niềm đam mê của bạn, họ sẽ dễ dàng ủng hộ và giúp đỡ. Hãy chia sẻ những thành quả nhỏ như việc học một bản nhạc mới, hoặc mời mọi người nghe bạn chơi vào những dịp đặc biệt. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ ba nhé. Đó là lời khuyên cho việc học guitar lâu dài. Một điều quan trọng nữa là hãy kiên nhẫn với chính mình. Không cần phải ép bản thân phải học quá nhanh hay chơi quá giỏi ngay lập tức. Mỗi ngày tiến bộ một chút là đủ. Và cuối cùng, đừng quên rằng học guitar không chỉ là học chơi nhạc mà thôi, mà còn là một cách để thư giãn và giải tỏa stress sau những giờ làm việc mệt mỏi. Điều này sẽ giúp bạn thấy việc học guitar trở nên dễ dàng hơn và không cảm thấy áp lực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay về chủ đề làm sao để không nản khi học guitar khi đã có gia đình. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn duy trì được niềm đam mê guitar của mình. Đừng quên theo dõi Ether Vlog để đón nhận thêm nhiều nội dung hữu ích khác nhé. Đặc biệt, đối với nhóm guitar học và hỏi, hãy mời thêm bạn của các bạn cùng tham gia để nhóm guitar học hỏi của chúng ta càng ngày càng phát triển hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé.